Em Dô Tô Thái Nguyên xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em. Hôm nay em sẽ lên sóng lại một chiếc Genesis bản độ. Chiếc này được sản xuất năm 2009. Chiếc này thì bên em đã bán cách đây một tháng rồi nhá. Thì bác chủ thấy bên em về chiếc Chrysler 300C thì bác ấy đã đổi xe, thì bên em sẽ chào bán lại chiếc Genesis này. Chiếc này là sản xuất năm 2009, bản 2.0. Bản này là bản có eco các bác nhé. Và bên em sẽ điều chỉnh lại giá bán với mức giá chỉ có 495 triệu. Xe độ nhìn rất giống một chiếc siêu xe, rất là đẹp. Gói độ này hết khoảng hơn 300 triệu các bác nhé. Tất cả body kit, lao răng, lắp cabo. Một chiếc xe rất là đẹp. Bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em theo số là 0968 288 444. Em tên là Dương ở Thái Nguyên. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng ấn nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới video và bấm vào biểu tượng của chuông để được nhận thông báo khi mà em lên video mới nhất nhé. Bác nào mua chiếc này về đi cà phê cà pháo tán gái thì cực kỳ là hợp lý rồi. Nó độ rất giống một chiếc nói chung là nhìn như một chiếc siêu xe. Đấy, khoảng sáng gầm xe cực kỳ là thấp các bác nhé. Và chiếc này có cả nâng hạ gầm các bác nhé. Đây, hiện tại gầm nó đã rất là thấp rồi, nhưng mà các bác muốn thấp nữa thì vẫn có thể cho thấp nữa được nhé. Cho thấp nữa hoặc là chúng ta cho cao lên cũng vẫn được. Chiếc này là gốc Hà Nội các bác nhé. Chiếc này thì bên em đã bán cách đây một tháng, nhưng mà khi nhà em về chiếc Chrysler 300C màu đen thì bác chủ đã muốn đổi sang. Bác ấy là một người rất là thích sưu tập, thích chơi những xe độc lạ. Lắp cabo này bằng carbon các bác nhé. Đây là bằng carbon chứ không phải là dán để can nha các bác nhé. Các bác thông cảm mà em quay video ở chỗ mà người ta đang cúng bái động thổ đây là nó hơi ồn chút. Đây chủ xe thì chiếc xe này chủ xe đã độ cái hệ thống hỗ trợ turbo nên là có thêm một cái khe hút gió ở cái đèn này nha các bác nhé. Và ở trong này thì đã được độ một cái giải đèn LED. Bóng đèn thì được sử dụng bóng đèn bi các bác nhé. Sử dụng bóng đèn bi và có độ thêm những cái giải đèn LED ở đây, giải đèn LED trong đèn này. Đèn pha thì vẫn là bóng đèn halogen thôi. Đèn bi này là bóng đèn đèn cốt là bóng đèn halogen, còn đây là bóng đèn pha các bác nhá. Đèn pha là bóng bi. Lắp cabo bằng carbon. Lao răng này là cũng là lao răng độ đặt ở bên nước ngoài về các bác nhé. Bộ lao răng này theo bác chủ nó là hơn 30 triệu bộ này. Đây, độ rất là thể thao. Phanh Brembo. Đây, lao răng chiếc này rất là to các bác nhé. Lao răng chiếc này là R19, 19 inch. Hiện tại em quay thì trời đang rất là nắng. Bên em bán chiếc này điều chỉnh lại giá bán với cho các bác với mức giá chỉ có 495 triệu. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Chiếc này là hai cửa và 4 chỗ ngồi. Bản này là bản 2.0 eco có turbo, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Lát nữa em sẽ quay chi tiết vào nội thất nha các bác nhé. Em sẽ quay tất cả các chi tiết ở ngoài cho các bác xem. Đây, tiến đến là phần đuôi xe này. Chiếc này độ full đồ luôn. Đây là cánh gió này. Hệ thống bô của chiếc này thì cực kỳ hay các bác nhé. Nổ nghe rất giống một chiếc Ferrari. Các bác nào mà chưa xem clip hay là muốn đến test xe thì vui lòng đến tại salon nhà em nhé, để chạy thử và trải nghiệm chiếc xe này.
Salon nhà em ở tổ 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Một chiếc xe hai cửa và bốn chỗ ngồi. Toàn bộ bốn phanh là bốn phanh đĩa các bác nhá. Phanh Brembo này. La răng rất là to, la răng 19 inch. Body kit quanh xe. Xi nhan có tích hợp trên gương. Khóa mở cửa thông minh. Một chiếc xe rất là thể thao, rất là hầm hố. Đây form dáng của chiếc xe đây. Nhìn phần đầu xe thì nó rất là dữ dằn các bác nhé. Đây. Các bác đi chiếc xe này ra ngoài đường thì không ai biết nó là xe gì. Nhiều bác thắc mắc đây là cái lỗ gì thì đây là cái lỗ mà khe hút gió hỗ trợ hệ thống turbo các bác nhé. Cái này là độ thêm cũng rất là đắt tiền. Đây, em sẽ cho bác khám phá cái khoang nội thất nhé. Nội thất của chiếc xe này ghế là màu da bò. Còn tablo và tabli thì vẫn là chủ đạo là màu đen, nhựa đen. Tất cả các chi tiết da thì được bọc bằng cái màu da bò đây ạ. Hai cái tổng nâng hạ kính đều là auto các nhá. Đây là hệ thống gương kính chỉnh điện cụp điện này. Nói chung là xe còn rất là đẹp, một chiếc siêu xe. Cửa mở cực kỳ là rộng này, đây ạ. Gần như là vuông góc các bác nhá. Ghế trang bị ghế chỉnh điện này. Đây tem màu của nhà sản xuất và các cái ốc chốt khóa cửa này vẫn còn rất là sáng này. Đây nhá. Đây là không gian nội thất. Muốn vào chiếc xe này thì cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ một thao tác gập ghế đơn giản là chúng ta có thể xuống phía dưới đây ạ. Đấy. Em sẽ xuống phía dưới cho bác xem nhá. Em sẽ quay cái cam góc rộng để cho các bác dễ quan sát hơn. Đây ạ, em sẽ quay bằng góc rộng cho các bác xem nhé. Đây ạ, đây. Đây là toàn bộ khoang lái của chúng ta này. Xe trang bị vô lăng 3 chấu có tích hợp bàn phím, bàn thoại tỉnh tay và các phím điều hướng. Đèn là đèn auto. Có cả lưỡi chuyển số thể thao trên vô lăng các bác nhé. Đây. Cộng trừ hai bên này. Trang bị đầu CD 6 đĩa, hệ thống điều hòa auto. Có xây ghế hai bên các bác nhé. Đây là hàng ghế phía sau này. Nói chung là chiếc xe này đi rất là ít. Đi rất là ít nên là toàn bộ ghế, chi tiết trong nội thất còn rất đẹp. Đây ạ. Mọi chi tiết trong nội thất còn rất đẹp các bác nhé. Đây. Cần số này. Rồi là hệ thống điều chỉnh điều hòa các thứ này. Một chiếc xe rất đẹp. Tablo tabli còn rất là đẹp các bác nhé. Đây đây là hàng ghế thứ hai của chúng ta này. Đó. Em sẽ sang bên kia mở cửa cho bác xem. Ghế phụ thì sử dụng ghế cơ các bác nhé. Và bên phụ chúng ta muốn sang lên hàng ghế thứ hai cũng rất đơn giản thôi. Đẹp. Chỉ một thao tác kéo rất là nhẹ. Cái không gian để chúng ta xuống hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi luôn. Đây là tất cả các option ở trên xe này. Điều hòa auto. Có đèn nổ start top nha các bác nhá. Đèn nổ start top này. Sấy và làm mắt ghế. Đây là sấy ghế hai bên. Cả ghế lái cả ghế phụ các bác nhá. Xe thì cực kỳ là đẹp. Sử dụng động cơ là 2.0 turbo. Và chiếc xe này là có là bản eco các bác nhé. Eco thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Lưỡi chuyển số thể thao trên vô lăng này. Điều hòa auto. Đèn auto. Đây là hệ thống chống trơn trượt này.
cân bằng điện tử. Bác nào mà có nhu cầu mua chiếc này thì vui lòng liên hệ cho em Dương Thái Nguyên theo số là 0968 288 444. Một chiếc xe thể thao rất là đẹp. Genesis thì nó là một cái thương hiệu, một cái xe đến từ Hyundai Hàn Quốc các bác nhé. Một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Ok, giờ thì em xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bác nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này hay là quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ cho em. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.